Hello, xin chào tất cả các bác. Hôm nay hẻm xe lên cho các bác mẹ một con Chevrolet Yoko các bác ạ. Con này bên em đã được nâng cấp đồ rồi nhá, nâng một số món thôi. Không gọi là số món mà anh ấy yêu cầu thôi, nó không được ấy nữa. Các bác nhìn thấy chưa? Đó, một con màu đen nhám nhưng mà có những điểm mà gọi là điểm nhấn là màu đỏ các bác ạ. Đấy, có những điểm nhấn màu đỏ rất là ok. Xin giới thiệu các bác, đây là con Chevrolet Yoko phiên bản 2024 nhé. Thì phiên bản 2024 thì nó sử dụng cái lốp 29, lốp Kenda màu hai màu. Màu be này, tức là màu trắng lâu ấy các bác. 29 × 2.2 lốp Kenda. Gai của nó đây các bác này. Gai của nó có chung là cũng không cũng là gai này, gai vừa phải, cũng không phải là to quá. Đó, 2.2 thì các bác đi phố thoải mái rồi. Phuộc này, phuộc Santur XCM30. Con phuộc này là phuộc dầu các bác nhé. Khóa mở điều chỉnh ở trên đây. Đó, các bác có thể điều chỉnh khóa ở trên đây. Bên đây là bên để chỉnh độ giảm, tăng giảm cái độ nhún của phuộc, tăng giảm độ nhún của phuộc. Đó, rất là đẹp. Phanh sử dụng phanh dầu Shimano MT200 này. MT200. Tay bấm xả của Shimano DOG M5001. Đó. Vì con này là sử dụng một đĩa nên là nó sẽ không có gạt đĩa. Đây, các bác sẽ nhìn thấy nó trơn luôn. Không có gạt đĩa và nó sử dụng giò một tầng của Prowell. Ví dụ như dòng Toto thì nó sử dụng hai tầng thì nó sẽ có thêm gạt đĩa và tay bấm bên đây, nhưng con này thì không có. Đó, bộ giò Prowell này. Đấy, rất là đẹp. BB vặn nha các bác nhá. BB vặn, BB có BB vặn này thì là nó sẽ giúp cho xe trớn hơn. Nó xịn hơn, nắp ráp nó cũng dễ hơn. Và anh ấy nắp thêm một cặp bidan dốc bốc màu đỏ để cho nó có điểm nhấn theo cái bộ hấp mà anh ấy lên. Đó, thì em sẽ giới thiệu dần dần cho các bác. Xích này, về sợi xích này. Xích này là xích KMC các bác nhá. Xích KMC. KMC các bác nhìn chưa? Đó, cái sợi xích của nó. Đấy, xích rất là ok, rất là mượt. Và cái sợi xích KMC này nó sẽ có smart link nhá. Smart link này. Đây, các bác có thể mở khóa nhanh xích, rất đơn giản mà các bác sẽ không phải đổ xích. Tiếp theo là về phần cùi đè. Cùi đè con này là Shimano DOG M5001. Đó. Cùi đè M5001 có khóa này. Khóa chống rung này. Đó, tùy theo nhu cầu sử dụng của các bác. Ví dụ các bác mà tức là các bác nhìn nhá. Đây là cái nò xo này, nó cái độ giãn nhún của nó rất là đơn, rất là ấy không? Thì khi đi vào chỗ điểm sóc thì cái vào sóc cực phát thì cái này nó sẽ như thế này này các bác này. Đó, thì là cái gạt này nó giúp cho cái nò xo này cứng hơn, các bác nhìn chưa? Đấy. Nó vẫn có thể di chuyển được nhưng mà nó rất là cứng, nó sẽ cứng hơn. Đấy, để nó chống cho cái phần rung. Đó. Đấy, như này, rất là hay. Đấy, gạt lên. Đấy, rất là đơn giản. Gạt lên phát là nó lặng tay luôn. Đây. Đó, đây là cùi đè Shimano DOG M5001. Về cái líp, líp con này thì là líp của Sunshine nha các bác nhá. Líp Sunshine này, 11 tầng. Đó, và líp nhỏ nhất thì là, để em xem cho các bác. Líp nhỏ nhất là 11T và lớn nhất là 46T các bác ạ. Nhỏ nhất là 11T và lớn nhất là 46T. Líp lớn nhất của nó thì nó sẽ để màu đen. Nên là nhìn cho điểm nhấn của cả cái líp. Đó. Bên cạnh cái clip này thì các bác nhìn sang ngay các em cái bộ hấp. Thì anh ấy thì đây là cái món đồ mà anh nâng cấp cho cái xe nha các bác nhé. Đây là hấp Kozer 450. Tiếng nổ của nó cực kỳ to luôn. Lổ cực kỳ to. 450 lổ rất to các bác nhé. Đó, lổ rất là ok luôn. Thì cái bộ Kozer 450 này thì nó là thế hệ và vừa rồi nó mới về Việt Nam các bác ạ. Thế thì con này cam trước và cam sau của nó đều là 32. Cối là cối HG. Lắp cái dòng cô dơ này lên thì các bác sẽ biết là lắp cái dòng cô dơ này lên thì các bác biết là thì cái dòng cô dơ này nó sẽ phun bạc đạn từ trong ra ngoài luôn, kể cả cái cối này. Cái cối này của nó cũng sẽ là bạc đạn. Đó nên nó sẽ rất là trớn. Cái cối zin của cái con Chevrolet Yoko này, cối của nó chưa phải là bạc đạn. Và cái cối của nó hơi kém một chút. Đó. Thì tổng thể là như vậy. Thì anh ấy có lên hai món, gồm có hấp cô dơ 450 màu đỏ này. Đấy, để là điểm nhấn của xe này. Và nó tạo tiếng kêu, anh ấy rất thích tiếng kêu. Đó, màu đỏ, rất là lồi. Tiếp theo là cái bidan màu đỏ. Đấy, thì bác nhất em sẽ quay xa cho các bác xem. Một màu đen mà nó có những cái điểm nhấn màu đỏ. Đấy,
thì xe nó rất là hay. Có thể lên hơn một cái tay lắm màu đỏ nữa, hoặc là một cái bô tăng màu đỏ thì nó rất là có điểm nhấn. Đấy, các bạn nhìn chưa, rất là đẹp. Thì con này màu đen nhám, sườn của nó thì là sườn nhôm, không có mối hàn các bác nhé. Đây thì nó sẽ trơn tru như này. Đó, nó rất là trơn tru như này luôn. Thì hiện tại thì bên hẻm xe Obi có xe Bozoco thì là có full hết size và màu như các bác nhé. Nếu mà các bác nào ở Hà Nội có thể qua shop để đập hộp để chiên ngưỡng em nó. Mà bác nào ở xa ở tỉnh, ở các vùng miền Bắc Trung Nam thì shop cũng có thể ship tận nơi cho các bác luôn. Đấy thì bác có thể liên hệ qua shop, số điện thoại là 070 5678 567 nha các bác nhé. Màu rất là đẹp luôn. Rồi em xin kết video tại đây ạ.